chào các em học sinh đến với buổi học mỹ thuật ngày hôm nay. Chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu là mỹ thuật thời Trần. Và bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đó là bài số 5, sơ lược về mỹ thuật thời Trần. Thì chúng ta đều biết là lịch sử Việt Nam trải dài và có sự tiếp nối giữa các triều đại khác nhau. Ở lớp 6, các em đã được tìm hiểu đôi nét về nền mỹ thuật thời Lý và tiếp nối với nền mỹ thuật thời Lý. Lớp 7, chúng ta sẽ tìm hiểu về nền mỹ thuật thời Trần. Để biết được nền mỹ thuật thời Trần phát triển như thế nào, chúng ta cùng vào bài. Về nội dung của bài ngày hôm nay cũng có 3 phần. Đầu tiên sẽ là tìm hiểu và nét về bối cảnh xã hội. Phần thứ hai là chúng ta sẽ tìm hiểu về nền mỹ thuật thời Trần. Và cuối cùng chúng ta sẽ đúc kết lại đặc điểm của nền mỹ thuật thời Trần. Ở phần bối cảnh xã hội thì bữa trước cô cũng đã dặn các bạn chúng ta sẽ tự đọc và tự học ở cái phần này. Ngày nay chúng ta không, ở tiết này cô sẽ không nói về vấn đề bối cảnh xã hội mà chúng ta thông qua. Nhưng phần này các bạn tự đọc và tự học. Qua phần chính là phần 2 La Mã, tìm hiểu và nét về nền mỹ thuật thời Trần. Thì tương tự với nền mỹ thuật thời Lý, nhà Trần cũng có 3 loại hình nghệ thuật. Đó là nghệ thuật kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc và chạm khắc trang trí, và cuối cùng là nghệ thuật gốm. Thì đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu với nhau ở loại hình nghệ thuật kiến trúc. Thì tương tự với kiến trúc nhà Lý, kiến trúc nhà Trần cũng có 2 loại hình nghệ thuật, đó là kiến trúc cung đình và kiến trúc Phật giáo. Ở đây chúng ta cùng xem. Ở đây cô đưa ra hình ảnh, một bên là kinh thành Thăng Long thời Lý và một bên là kinh thành Thăng Long thời Trần, để chúng ta thấy có sự khác nhau. Vì sao khác nhau như vậy thì chúng ta sẽ cùng nghe. Nhà Lý, sau khi mà nhà Trần thay nhà Lý thì chúng ta thấy là nhà Trần đã củng cố và tạo dựng những cái mà nhà Lý đã tạo nên. Ví dụ như là nhà Trần có sự kế thừa về kiến trúc cung đình, đó chính là kinh thành Thăng Long. Thì chúng ta biết là nhà Trần phải trải qua 3 lần lãnh đạo nhân dân để mà đánh đuổi giặc ngoại xâm và Mông Nguyên. Thì kinh thành Thăng Long bị tàn phá rất là nặng nề. Chính vì vậy cho nên là nhà Trần sau khi mà đánh đuổi được giặc ngoại xâm đã bắt tay vào tu bổ lại kinh thành Thăng Long. Thì chúng ta thấy được hình ảnh của kinh thành Thăng Long thời Trần có sự khác biệt với kinh thành Thăng Long của nhà Lý. Và nhà Trần đã tiếp nhận củng cố nền tảng mà nhà Lý đã tạo dựng. Mặt khác, nhà Trần cũng khơi dậy và phát huy về vị trí địa hình của kinh thành Thăng Long, tiếp tục mở mang củng cố. Các cổng thành được xây dựng kiên cố theo mẫu tam quan. Đây chúng ta cùng độc đáo. Đây chúng ta thấy kinh thành Thăng Long là một quần thể kiến trúc độc đáo. Giữa các cổng thành được xây dựng rất là kiên cố, chúng ta thấy rất là dày, theo mẫu tam quan. Tam quan có nghĩa là sao? Là sẽ có một cái cổng chính ở chính giữa lớn hơn và hai cái cổng phụ hai bên thấp hơn một chút.
Phía trên thì chúng ta thấy có lầu gác. Đây chúng ta cùng nhìn thấy. Và bên trong cấm thành còn có các cung điện riêng biệt và được quy hoạch thành hai khu vực. Một bên là khu vực thành mang tính chất hành chính, còn còn lại là khu vực thị, là nơi ở của các tầng lớp nhân dân. Thì gần 200 năm giữ nước, các vua Trần cũng đã có nhiều đóng góp to lớn đối với dân tộc. Đó là hình ảnh của kinh thành Thăng Long ở nhiều góc độ mà cô đã sưu tầm được thì các em thấy. Công trình kiến trúc cung đình tiêu biểu thứ hai của nhà Trần mà chúng ta phải kể đến đó là khu cung điện Thiên Trường. Ở đây nói chung là phủ Thiên Trường ở Nam Định. Thì đây là một số những cái hình ảnh của sưu tầm về cổng của phủ Thiên Trường. Đó là chúng ta cùng quan sát về cái cấu trúc, cũng có một cái cửa chính theo dạng tâm, theo cấu trúc tam quan, là một cái cổng chính lớn ở giữa và hai cổng nhỏ hai bên. Và khu cung điện Thiên Trường được xây dựng xem như là một kinh đô thứ hai của nhà Trần lúc bấy giờ. Nơi đây là nơi mà các hoàng đế thường hay thân hành về để mà thắp hương, để mà tưởng nhớ đến tổ tiên, và cũng là nơi để mà Thái Thượng Hoàng chọn an nghỉ tuổi già sau khi mà đã truyền ngôi. Thì vào cuối thời Trần, do loạn lạc trong nước cũng như là những cái chính sách cai trị hà khắc thâm độc, hủy diệt giá trị văn hóa dân tộc của quân xâm lược, cho nên là phủ Thiên Trường bị tổn thất, đền đài cung điện thì bị tàn phá, và lúc này hoàng cung trở thành những cái phế tích, nền móng càng ngày càng lún sâu theo thời gian suốt mấy thế kỷ. Và đền Thiên Trường hiện tại là thờ 14 vị vua Trần, được xây trên nền của Thái Miếu và cung Trùng Quan. Trước đây là nơi Thái Thượng Hoàng sống và làm việc, còn trước đó là nhà thờ của họ Trần. Như vậy chúng ta thấy là trải qua thời gian thì cái phủ Thiên Trường hiện tại là chỉ là một cái phế tích, mà chỉ còn lại một cái cổng như thế này chúng ta thấy. Và hiện tại là nó trở thành cái đền thờ 14 vị vua Trần, chứ không còn là khu cung điện Thiên Trường của nhà Trần hồi xưa nữa. Và dĩ nhiên là thờ các vị vua Trần thì sẽ có tượng, hay là tượng vị vua Trần. Thì qua cái phần cô giới thiệu kết hợp với việc đọc sách giáo khoa và xem hình ảnh, thì em hãy kể tên một số công trình kiến trúc cung đình nhà Trần em biết, bằng cách là chúng ta sẽ tự gặp những cái ý đó vào trong sách giáo khoa. Thì như cô đã nói hồi nãy, chúng ta chỉ cần ghi phần 1 la mã, 2 la mã, phần 1 nhỏ, A, B, chỉ như cái phần sườn thôi. Còn lại nội dung bài học chúng ta sẽ sau khi mà nghe cô giới thiệu, em chú ý lắng nghe và kết hợp với lại sách giáo khoa, thì chúng ta ghi những cái nội dung chính chúng ta nắm bài. Về kiến trúc loại hình thứ hai chúng ta nói đến, đó là kiến trúc Phật giáo. Thì chúng ta đều biết là ở triều nhà Lý cũng như nhà Trần thì đạo Phật
rất là được xem trọng, được xem như là quốc giáo. Chính vì vậy cho nên là việc xây dựng những ngôi chùa và tháp ở nhà Lý và nhà Trần rất là nhiều. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng quan sát chùa Bối Khê, chùa Thái Lạc là một trong những cái ngôi chùa tiêu biểu của kiến trúc Phật giáo nhà Trần. Tiếp theo là các chùa ở núi Yên Tử. Chúng ta được biết là ở núi Yên Tử có rất là nhiều chùa đó, và đây là cô đã sưu tầm những cái ngôi chùa trên núi Yên Tử, cũng như là cho chúng ta thấy cái quan cảnh của các ngôi chùa, là một quần thể chùa trên cái núi Yên Tử. Và bên cạnh chùa thì chúng ta đều thấy là gắn liền là tháp. Tháp thì đi liền với chùa, cho nên là ở đây chúng ta cũng có thêm tháp chùa Phổ Minh ở chùa Phổ Minh, hoặc là tháp chùa ở tháp Bình Sơn ở Nam Định. Mỗi ngôi tháp chúng ta thấy là có một cái mang một cái đặc điểm riêng. Cô đã vừa giới thiệu với các em về kiến trúc chùa và tháp, cũng như là chúng ta cũng vừa xem hình ảnh. Thì các em hãy kể tên những cái công trình kiến trúc chùa tháp của Phật giáo nhà Trần mà em biết, bằng cách là chúng ta sẽ tự gạch những ý đó vào trong sách giáo khoa để chúng ta nhớ bài. Loại hình nghệ thuật thứ hai là loại hình mà nó gắn liền đi đôi với lại nghệ thuật kiến trúc. Vì những công trình kiến trúc muốn nổi bật, mang một cái vẻ đẹp riêng biệt độc đáo, thì nó phải kết hợp với lại nghệ thuật điêu khắc và trang trí. Ở đây nói về điêu khắc là chúng ta kể đến những pho tượng. Đây chúng ta có tượng Phật Hoàng Trần Nhân Tông. Được tạc bằng đồng. Tiếp theo là tượng Quan Hầu ở các khu lâm mộ. Ngoài ra thì có tượng các con thú bằng đá, ví dụ như tượng hổ, tượng ngựa, tượng trâu, tượng voi. Như vậy ở phần điêu khắc và trang trí thì chúng ta thấy là hình rồng luôn gắn liền với các cái công trình kiến trúc, và rồng là biểu tượng cho vua, cho nên là triều đại nào cũng có hình ảnh của chạm khắc của các con rồng, không chỉ trên bia đá mà còn được chạm khắc trên những cái công trình kiến trúc bằng gỗ. Ở đây chúng ta thấy đặc điểm rồng thời Trần có nét riêng biệt là rồng thời Trần chúng ta thấy là thân hình mộc mạc hơn, uốn khúc mạnh mẽ hơn, và đặc biệt nhất là rồng thời Trần đã có sừng, trong khi rồng thời Lý thì chúng ta thấy là nó mềm mại uyển chuyển theo dạng là hình chữ S từ lớn theo kiểu thắt túi từ lớn đến nhỏ. Còn rồng thời Trần thì mập mạp hơn, khỏe khoắn hơn, uốn khúc mạnh mẽ hơn và đặc biệt có sừng. Thì chúng ta biết là có sự khác nhau là vì sao? Thì rồng thời Trần nó thể hiện được cái sức mạnh, lòng tự hào, tự tôn của cả một dân tộc sau 3 lần chiến thắng của Mông Nguyên. Cho nên là hình ảnh rồng nó phải mang cái sức mạnh của cả dân tộc. Và có sừng để làm gì? Để cho thấy được là giặc xâm lược không dễ dàng mà xâm lược được nước ta, thấy được sự đoàn kết của cả dân tộc.
Đây cũng là những cái hình đầu rồng được trang trí trong những cái công trình kiến trúc rất là tiêu biểu ở thời Trần. Thì chúng ta thấy là không chỉ chạm khắc ở trên bia đá, chạm khắc ở trên gỗ, thì nhà Trần, các nghệ nhân nhà Trần còn chạm khắc ở trên những cái ngôi chùa để trang trí thành những cái bức phù điêu rất là đẹp mắt. Và đây chúng ta cùng thấy là gì? Đây là cảnh tấu nhạc. Bên đây là hình rồng. Và đây ở chùa Thái Lạc thì chúng ta thấy là cảnh dân hoa tấu nhạc của nữ múa được chạm khắc bằng gỗ rất là tinh xảo và đẹp mắt. Chúng ta thấy là gì? Các nghệ nhân thời Trần rất là khéo léo và mang tính thẩm mỹ rất là cao. Mặc dù thân hình rất là mộc mạc, đơn sơ, gần gũi với người dân, nhưng mà thể hiện được một cái nét riêng của nghệ thuật chạm khắc thời Trần, mộc mạc giản dị. Thì qua phần giới thiệu kết hợp với sách giáo khoa, các em cũng gặp dưới những cái tượng cũng như là những cái bức chạm khắc trang trí mà cô vừa mới giới thiệu cho các em vào sách giáo khoa. Loại hình nghệ thuật thứ ba đó chính là nghệ thuật gốm. Nghệ thuật gốm của thời Trần, đây chúng ta cùng quan sát có những cái thống với những cái men hoa nâu nè. Đó, đây là những cái đồ vật men hoa nâu như là thống, chậu, chân đèn, chậu gốm, liễn. Đó, đây là gọi là gốm hoa nâu. Và đây là gốm men ngọc, bát nè, âu nè, những cái bát men ngọc được trang trí rất là đẹp và trang trọng. Thì chúng ta biết là gốm của thời Trần có đặc điểm là xương gốm dày, thô và nặng hơn so với thời Lý. Và cách trang trí chủ yếu là hoa sen và hoa cúc cách điệu. Thì ở đây trong sách chúng ta cũng biết là gốm gia dụng phát triển. Thì ở đây chúng ta thấy là những cái bát này, những cái đĩa này được làm ra rất là nhiều. Tại vì sao? Đồ gốm của nhà Trần chủ yếu phục vụ cho các tầng lớp nhân dân lao động, cho nên là họ họ mang cái tính chất là ăn chắc bền. Nên là gì? Gốm, xương gốm phải dày, thô, nặng, sử dụng được bền lâu là được. Đây chúng ta cùng xem về men ngọc. Đây là những cái bình, cái đĩa làm từ cái lọ làm từ men ngọc của nhà Trần. Thì qua phần cô giới thiệu về nghệ thuật gốm thì cô cũng muốn mấy bạn gặp được được những cái đặc điểm là nổi bật của gốm thời Trần ở trong sách giáo khoa. Về đặc điểm gốm cũng như là đề tài trang trí trên gốm. Chúng ta biết là đề tài trang trí trên gốm là nó gần gũi với người dân. Và cuối cùng là phần ba la mã. Chúng ta sẽ đúc kết lại đặc điểm của mỹ thuật thời Trần. Thì phần này các em cũng tự đọc sách giáo khoa và đúc kết lại.
ở phần hướng dẫn về nhà thì chúng ta sẽ hoàn thành cho cô phần bài ghi. Xem trước cho cô bài tiếp theo chúng ta sẽ học, đó là tìm hiểu về một số những cái công trình tiêu biểu của mỹ thuật thời Trần. Cô yêu cầu các em đọc và tìm hiểu trước ở phần 1, 2 và 3 La Mã, trang 96, sách giáo khoa. Dụng cụ chuẩn bị cũng giống như ngày hôm nay, chúng ta cũng chuẩn bị tập ghi bài, sách giáo khoa, bút đỏ hay bút dạ và thước để chúng ta gặp những ý chính trong sách giáo khoa. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Thân ái chào các em. Chúc các em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các em vào tuần sau.